gần chết, ai cũng rửa xe, rửa nhà, rửa cửa, thì mình cứ đi rửa xe chung với người ta. Mình rửa xe chỗ này là sạch nhất, mình thích nhất trong bọn là nơi này. Rồi nó có hơi xa nhà mình chút, mình chạy xuống khoảng 5 phút là tới rồi. Đây là mùng 27 tháng 12 2016, còn còn mấy ngày nữa cũng là Tết ta rồi. Ở đây là ai ai cũng có xe ăn mừng tiếp đón. Năm mới có xe, phần đông là người ta đi rửa xe. Thì nơi này là rửa nhật sạch nhất trong bọn và mình thích nhất. Đây sắp sửa tới rồi. Đây là ngã ba đường núi, đường giữa núi. Đây là bến xe mới của Châu Đốc. Thì người ta rửa xe, người ta để lái xe vô cabin rồi người ta để tiền vô là máy nó tự động chạy. Mà còn ở Việt Nam thì rửa xe là hoàn toàn là thủ công, tới xe tải luôn rửa bằng tay thủ công không. Thì hôm nay mình dẫn các bạn đến xem người Việt Nam rửa xe như thế nào. Bây giờ chỗ rửa xe này cũng ra rất là nhiều chỗ, nhiều nơi. Rồi sắp sửa tới rồi, trước mặt đây là bạn thấy, đây là trước mặt đó là tới nơi rửa xe. Giày dép bán. Rồi tới rồi, mình dạo xe vô. Tới nơi rửa xe rồi. Đây là ông chủ rửa xe. Nó có cái chống nước nhưng mà ổng làm mau quá rồi, tôi lấy ông chút rồi lấy cái này luôn. Thật ra là tôi vẫn cần gần ống kìa. Cái này nó... Để tôi cho mấy anh em tôi nó coi. Đây là Việt Nam rửa xe, ông chủ này rửa xe sạch nhất mà mình thích nhất trong bọn. Hai vợ chồng ông vui tính. Rửa bằng xà bông. Trong rửa ngoài luôn.
thấy bảng số xe. Cách rửa xe của người Việt Nam khác hẳn như nước ngoài. Chiếc xe này khoảng là 10 phút, 15 phút là xong. Là xe lách của mình, xe lách Thái, lâu lâu mới chạy lần. Chồng trà bánh xe luôn. Đồng hồ rửa xe người ta có cái chà, có khăn, có sâu, ta kiếm sống dư. Rất thích rửa xe nơi này tại vì hai chồng ta rửa rất là kỹ, rửa xe rất là kỹ. Ngày mai nhậu là kẹt xe luôn, rửa xe là kẹt luôn. Chị rửa xe được bao lâu rồi chị? Hàng rửa ở đây thì khoảng 2.000 đến tháng. Còn nó hàng dân chợ thì nó không mấy. Hai chồng lập nghiệp ở đây là từ 2008 đến giờ. Còn ông chồng ở trên chợ thì 2.000. Chồng làm ở trên chợ. Dạ, trên chợ cũng năm tám mười mấy đó, coi anh làm cũng mười mấy năm nay rồi đó.
chồng là rửa xe từ mười mấy năm nay rồi, từ trên chợ họ làm việc như thế này từ 2008 đến giờ. Mà mình quen biết ông từ 2000 là 2000 2000 là chín nhiều hơn. Biết ổng rửa xe ở đây là mình không có rời đi chỗ khác luôn đó. Rửa xe kiểu này là có chỉ ở Việt Nam thôi, người nước ngoài không có đâu, chỉ ở Việt Nam. Trước đó rửa xe một chiếc vậy là 8.000, bây giờ là lên theo cuộc sống là một chiếc 15.000. Nói chung là chị về lập nghiệp đây là trên 10 năm rồi đúng không? Rồi bây giờ rửa xe ra xong người ta lau da lau chùi. Đó cái máy bơm, bơm hơi. Máy thổi. Tiền Việt Nam chưa tới 1 euro luôn. Thank you.
mình cây xanh. Đậy đậy cái bảng xe thôi. Đậy đậy cái bảng, đậy lại. Rồi. Thấy không? Sạch không? Đẹp đẽ luôn. Đó. Hấp dẫn không? Ở Việt Nam bất cứ đi đâu hay có người bán vé số đi theo, người ta giới thiệu bán vé số, người ta kiếm sống mỗi ngày. Thấy không? Đã lau trong lau ngoài làm sạch sẽ hết. Xong bây giờ tới xịt dầu cho nó bóng. Đó. Nhìn người đừng có nhìn bề ngoài. Thấy chưa, ta để dầu vô đó, ta lấy lon là lon nước ngọt uống, ta xịt, ta để dầu vô, ta xịt. Để nhớt. Sau đó ta lau lại lần đó, ta lấy rẻ thanh khô rẻ khô ta lau lại cho mình lần cho nó bóng lên. Thấy chưa, mình khoái khoái ở đây là như vậy, khoái rửa xe ở đây là như vậy. Không, giờ kiểm tra lại cho coi này. Đẹp chưa, sạch chưa, hấp dẫn chưa, hay không, trong ngoài đẹp luôn đó. Nhìn coi, thấy chưa, đây là ở Việt Nam. Thôi bây giờ đến trả tiền. Mà ở Việt Nam có một cái là đến rửa xe là phần đông là người ta có quán, có giống cho nằm cho ngủ, nghỉ mệt. Nhưng mà hôm nay mình không có nằm. Hôm nay mình quay phim cho mấy bạn coi. Đó, quán nước ở Việt Nam, cuộc sống ở Việt Nam. Xin hẹn gặp lại các bạn. Rồi, chương trình rửa xe đã kết thúc. Hẹn gặp lại. Rồi, đi về thôi. Con mình mong trong nắng hồng mê rửa xe đó xong rồi.
Trên đường này nó chạy bốn cho chạy bốn chồi, mình chạy năm cho công an gặp là quất thì lên. Moto vlog. Coi người Việt Nam chở hàng. Có chí ở Việt Nam. Việt Nam cái hôm tôi là thế. Việt Nam my country. Thấy ghê chưa? Cái xe Yamaha đằng trước nó chạy ghê chưa? Sèn lén coi đèn xanh đèn đỏ là người ta chạy tua luôn. Cô ơi cô đừng đi lấy chồng về Tây Đô bên nhóm sông tôi ngồi hát cô nghe. Trời ơi cô đừng đi lấy chồng để hai thằng buồn bên bà hát lý cây bông. Anh ngân nga vài câu hò lý cây bông. Anh hò cho một cô em gái đang chạy tóc bên sông. Anh chỉ sống với mái chèo đâu có đất mênh mông. Chỉ cần em còn ngồi chạy tóc anh quyết ở mãi bên sông. Ơi hò là hò ơi, trong đầm gì đẹp bằng sen. Quê mình ai đẹp bằng em, em xinh đẹp không cần bằng khen. Mới tí tuổi mà đã biết hẹn, rồi một kết nên tóc em đi. Dáng dịu dàng và đoan trang, đừng vội và dạy chi sớm em ơi. Khoan, bông trắng và bông xanh nè. Cho anh nhà quê hỏi em còn độc thân hay chăng. Đã anh biết anh còn chờ ngày cùng đun thơm hỏi lửa. Ăn chung một mâm cơm họ cho em nghe mỗi bữa. Hai đứa gặp là duyên ghe anh niễn. Tự nhiên em nói nụ. Tự duyên vậy là em thích anh là xiên. Em biết anh không nhiều tiền nhưng mà tiền cũng phải là quyền. Anh có quyền thương thì nhớ quyền viết cho em bài thơ. Để em gái đừng gọi là mơ khi ra anh chi chở lúa. Biết đâu anh thành kỹ phú thì lúa thóc anh trúng một. Chỉ còn ta còn bên nhau và cùng chung một cơn mơ. Chứ đừng bến bồi bến lỡ để anh hỏi hàng mong chờ em ơi.